Theo số liệu mới cập nhật của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, hiện thế giới đã ghi nhận hơn 48.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại 99 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau hơn 3 tháng lây lan mạnh thì giờ đây số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở nhiều điểm nóng đang có xu hướng giảm, dấu hiệu cho thấy là đã đi qua đỉnh dịch. Với hơn 18.000 ca mắc, Mỹ đang là quốc gia có nhiều ca mắc đậu mùa khỉ nhất trên thế giới. Tuy nhiên, số ca mắc mới ở nhiều thành phố lớn của Mỹ đang giảm dần và dự báo xu hướng giảm còn kéo dài khoảng 4 tuần nữa. Các chuyên gia Mỹ lạc quan một cách thận trọng rằng dịch đậu mùa khỉ có thể đã đạt đỉnh ở những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nước Mỹ có trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên sau châu Âu khoảng 2 tuần. Hiện nay, báo cáo ở một số thành phố có nhiều ca mắc như New York, Chicago và San Francisco bắt đầu cho thấy xu hướng giảm. Chúng tôi sẽ lạc quan một cách thận trọng về diễn biến này. Diễn biến tích cực của dịch bệnh đậu mùa khỉ tại Mỹ cũng phù hợp với xu hướng hiện nay tại châu Âu. Hồi giữa tháng 8, giới chức y tế Anh khẳng định có những dấu hiệu sớm cho thấy bệnh đậu mùa khỉ đang lây lan chậm lại sau khi nhận thấy số ca nhiễm mới hàng ngày giảm. Tây Ban Nha, Đức và Pháp cũng báo cáo số ca mắc mới đi ngang hoặc giảm dần. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng khẳng định số ca mắc mới đậu mùa khỉ trên toàn cầu đã giảm 21% vào tuần trước và có nhiều dấu hiệu cho thấy đã qua đỉnh dịch. Nguyên nhân số ca mắc mới giảm được cho là do người dân đã nâng cao ý thức phòng dịch, cùng với đó là tỷ lệ bao phủ vaccine ở nhóm nguy cơ cao được cải thiện.